những câu chuyện cảm xúc ở We Choice Awards, thầy giáo quân hàm xanh cùng lớp học nằm giữa biển khơi. Ngày đầu á, chỉ có 4 năm em ở lên lớp thôi, nhưng mà trong một thời gian cũng tương đối dài thì bây giờ các em sĩ số nó cứ dao động tầm có khoảng là 20, 20 mấy, có lúc là lên gần 30. Thì ở trong đó là nó có tổng cộng được 5 lớp, em lớp nhất là lớp 8, tới là lớp 5, rồi lớp 3, lớp 2 và lớp 1. Ở trong một cái điều kiện nó khó khăn như thế thì bắt buộc tôi phải điều chỉnh cái lớp học nó trở thành là lớp ghép. Mình nói ví dụ bây giờ mình chia cái bảng ra hai đầu bảng, thì bây giờ mình chia nên mình phải sắp xếp làm sao để cho nó phù hợp và đừng để các em nó nhầm lẫn. Thì ví dụ như lớp 1 thì học tập đọc, thì lớp 2 phải học toán, hoặc là lớp 3 thì kế bên thì học phải học tiếng Việt. 20 mấy học trò của tôi ở trên lớp học đó là 20 mấy hoàn cảnh. Ừ, nhà con lên đến đây xa. Nhà con đằng Miễu. Nhà con dưới gành. Rồi sáng nào thầy Phục cũng dắt mấy em lên từ dưới gành lên đồi học. Sau đi khi học về nhà con là làm công chuyện giúp mẹ. Con giúp mẹ nấu cơm, giặt đồ rửa chén. Con đi về con xuống bè ăn cho cá ăn tiếp cha. Vừa con mời con vẫn thích đi học. Mỗi cô cũng đôi lúc cũng có ý định bỏ nhiều lần nữa chứ không phải một lần. Nhưng rồi những đứa trẻ đen nhẹm mà các anh đã thấy, chính vì những cái đôi mắt đó đã níu chân tôi lại. Con ước sau này con lớn lên con làm bác sĩ, phụ cho con làm mẫu. Con muốn học đi lớn rồi con giúp cha mẹ. Sau này con muốn làm một cô giáo giống như thầy dạy cho các em ở ngoài này. Chắc có lẽ trừ khi nào chuyển công tác rời khỏi đảo Hòn Chuối này thì mới rời xa cái lớp học. Đến khi đó, gửi khi rời đảo Hòn Chuối này thì tôi cảm thấy là rất là mãn nguyện, rất là cũng không biết phải nói sao cái cảm xúc đó. Nhưng mà nếu mà rời khỏi đảo Hòn Chuối thì chắc có lẽ là buồn nhiều, nhưng mà dù cho bất cứ nơi đâu thì tôi cũng vẫn nhớ là ở trong cuộc đời của mình đã gắn bó với đảo Hòn Chuối và để làm được những cái điều ở trong thời gian qua đã làm, nó đáng sống lắm, rất là đáng sống. We Choice Awards, giải thưởng thường niên do công ty cổ phần VC Corp tổ chức với mong muốn tôn vinh những con người kể những câu chuyện truyền cảm hứng nhất. Những sự kiện, sản phẩm và công trình có ảnh hưởng tích cực tới cộng đồng đã quay trở lại với thông điệp mới: dám đam mê, dám rực rỡ. Khi chúng ta dám sống vì đam mê và dám cháy rực rỡ với khát vọng của mình, giấc mơ dẫu nhỏ bé hay lớn lao mới có thể trở thành hiện thực, biến cuộc đời này trở thành một vùng đất diệu kỳ. Cổng đề cử của We Choice Awards 2023 sẽ chính thức mở từ ngày 18 tháng 12 năm 2023. Hãy cùng chúng tôi kể những câu chuyện về lòng dũng cảm và sự tử tế tiếp nối nhau, về những con người tuy bình thường nhưng vẫn sống một cuộc đời thật trọn vẹn và rực rỡ.